Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là thước lái của xe DU Matiz 2 trợ lực dầu. Đây là hàng mới 100% anh em nhé. Combo cái bộ sản phẩm ngày hôm nay thì nó sẽ bao gồm là một thân thước này, hai cao su chụp bụi liền là lái này, và đây đây chính là cái rotin kèm theo hai rotin của nó này. Tức là cái sản phẩm này thì được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi mà lắp đặt cũng như là gửi đi cho anh em này. Cao su chụp bụi hai đầu. Thì vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái thước lái của xe DU Matiz 2. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại Gara Auto BMT. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.